quyết phòng và bàn mở tỷ số đến với đội tuyển Malaysia. Đó là sự bùng nổ được dành cho Collingwood Warren. Một khoảnh khắc bùng nổ. Đội cho Indonesia. Vào! Bàn thắng gỡ hòa bất ngờ đến với đội tuyển Indonesia. Đó là pha lập công của Ikhwan Jaya. Vẫn đang là Pratama Akhan. Và đột phá. Akhan! Côi! Vào! Lại là Ikhwan Jaya. Thế trận thay đổi quá nhanh trên sân vận động quốc gia Singapore. Vẫn đang là Indonesia. Khoảng trống. Và lần này thì phần thưởng đã đến với cầu thủ mang tên Akhan của đội tuyển Indonesia.